không chỉ giàu sang nhờ nhà vợ, ông Hồ Nhân đang sở hữu lượng cổ phần Nanogen trị giá 3.000 tỷ, giàu ngang ngửa nhiều chủ tịch doanh nghiệp lớn. Từ năm 2019, theo báo cáo tài chính công ty cổ phần chứng khoán KIS, đơn vị này đã chi ra gần 11.6 tỷ đồng để mua 162.500 cổ phần của Nanogen trong đợt tăng vốn cùng năm, tương đương mức định giá hơn 71.000 đồng cho mỗi cổ phần. Nhờ đó, Nanogen đã tăng vốn từ 650 tỷ lên 715 tỷ thông qua chào bán cổ phần, thu về 463,6 tỷ đồng, tương ứng định giá công ty vào khoảng 5.100 tỷ đồng, 220 triệu USD. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty tăng từ 16,28% lên 25,68%, trong đó toàn bộ là các quỹ và cá nhân đến từ Hàn Quốc. Đặc biệt, riêng ông Nhân nắm giữ đến 60%, tương đương 3.000 tỷ đồng. Bà Vân chỉ nắm giữ 14,6%. Với khối tài sản nắm giữ tại Nanogen, ông Hồ Nhân hiện đang ngang bằng thứ hạng tài sản với các gương mặt trên sàn chứng khoán Việt tính đến 22 tháng 3 năm 2022, gồm chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ sở hữu 3.124 tỷ đồng, xếp thứ 56, chủ tịch ACB Trần Hùng Huy sở hữ 3.051 tỷ đồng, xếp thứ 58,